Vâng, em xin chào các anh. Em đây nhé, em lại vừa về một cái thớt rời của CD của Đền Nông nhé. Các bác nào mà đang cần CD này, con này là CD dòng size 25 này, tức là chiều ngang 25. Con này nhỏ gọn thôi, chiều sâu khoảng đôi 30 nhé. Em bán cho các bác nào về mà cần CD đọc nhé. Những cái này thì em nói chung là em bán này, em chỉ biết là em cắm lên điện này và em thử đĩa nhá, mà nó lên được thì em bán thôi. Ở đây có cái đĩa nhỏ nhỏ này, em biết là có nét cà phê gì này. Thử xem nó đọc không nhá. Đây còn một cái đĩa của Nhật. Nói thì các bác nào về dùng thì em khuyên các bác là nên dùng các cái đĩa xịn nhé, để đảm bảo chất âm nó hay nhất có thể. Còn dùng các đĩa tự ghi thì nói chung là mắt này em cũng nói luôn là mắt bãi mắt cũ thì cũng không thể nói hay nói đẹp được rằng là tất cả sẽ đọc nhé, sẽ có hiện tượng kén đĩa. Đấy. Chắc là chả nhà nào bán mà dám nói thẳng với nhà em đâu. Đấy. Cũng chỉ bảo đọc tất cả các đĩa thôi. Trong lúc về kéo để bảo là em ấy không này không kia. Đấy nhá. Vì cái mắt này là mắt bãi mắt cũ không phải mắt mới. Đấy. Em xin nói lại một lần nữa là để mắt bãi mắt cũ mắt không phải mắt mới. Và các cái mắt này thì nó là những cái linh kiện tiêu hao, có nghĩa là sau một thời gian sử dụng thì nó đến một ngày nhất định nó sẽ giống như cái bóng đèn vậy, nó sẽ sáng đến một thời đến nhất định nó sẽ không sáng nữa. Thế đến lúc này mình sẽ cần phải thay mới cái bóng đèn đi, thì cái mắt này cũng vậy, đến lúc nào đó nó sẽ cần phải thay mới. Đấy thì hiện tại em test ở đây vẫn đang đọc đĩa này, các bác thấy không, mắt zin nguyên bản nó luôn nhé, vẫn đang đọc này. Đó, đo tiếng bình thường này. Đấy nhá. Đấy, nhưng mà cái này nó là đĩa của bọn nước ngoài nên là em cũng đang test lâu sợ rằng nó sẽ đánh bản quyền. Đấy, thêm một cái đĩa nữa của Nhật xem mà đọc không nhé. Ra tiếng này, được chưa? Nick bài này. Cái này thì em không thử được đâu đâu, đấy, em chỉ thử qua cho các bác là đấy đĩa tiếng nó dẫn ra bình thường này. Đây. Hai đầu có tiếng nha. Đấy nhá. Thì bác nào lấy con đầu đĩa này thì báo em. Đấy, cái đầu đĩa này em thử tất cả là lên điện bình thường, điện 100V nhé, cắm điện 100V giúp em. Đấy, hàng đẹp, đấy, như các bác thấy. Hàng đẹp nhá. Những con 795N này, những cái dòng CD cao cấp của các cái dòng CD cho các cái hệ thống Omni và loa Buxell. Đấy. Thì mình hoàn toàn có thể dùng nguồn con này là một cái nguồn phát CD cho những cái đầu Omni to cũng được nhé, thì nó chỉ là nguồn phát thôi. Đưa xuống âm đi to hay là âm đi gì cũng được. Nó làm cái cỡ này là để làm gì, là để nó đặt vào các cái âm đi size nhỏ để đặt lên thì nhìn cho nó vừa nhau, nhìn cho nó đẹp. Còn nếu các bác nào thích kiểu nhỏ gọn đặt lên trên cái âm đi to đấy, nhìn cho nó gọn nhẹ, vẫn lấy được những con này về để đọc đĩa nhá. Đấy, em bán con này giá 1 triệu, 680.000 cho nó độc phát nhé, 1.680.000. Bác nào lấy con này alo em. Đấy, còn em bán là em đấy, em chỉ biết em test lên cho các bác là nó lên đĩa, đấy, nó còn đọc đĩa nhé. Về dùng đến khi nào đĩa nó không đọc nữa thì thay mắt mới sau nhé. Còn đây là mắt zin nguyên bản, nó vẫn đang đọc. Đấy, em bán là em không bao không bảo hành mắt đĩa đâu nhé. Đấy, nói chung là em bán về các bác là dùng đến khi nào hỏng thì tự đi thay mắt nhé. Còn nếu cần thì có thể mang qua, có thể là gửi lên cho nhà em sẽ mang qua các anh em thợ người ta thay mắt cho. Đấy, chi phí thay bao nhiêu, hết bao nhiêu em sẽ báo lại. Đấy, nếu như mà đồng ý thì thay. Ok không ạ? Cái chi phí này thì em cũng chưa biết là bao nhiêu, vì là tùy theo từng cái mắt. Đấy, dao động từ khoảng tầm 300 đến khoảng tầm 500-600 gì đấy. Thì tùy từng tùy ngoại nhé. Đấy, thì bác nào cần thì cứ alo em. Đấy. Còn bác nào mà thích em bảo hành mắt được, ok. Cộng thêm cho em 500.000 là em bảo ánh mắt cho các bác trong 1 tháng. Ok chưa? Cộng thêm 500.000 sẽ bảo ánh mắt trong 1 tháng. Có đâu là ở đây em bán giá này là em không bảo ánh mắt nhé. 1.680.000.
Ok nhé, bác nào mà lấy hàng thì cứ báo em nhé. Xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo bên em.